Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại đến với channel của mình Vabricrane đây. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại đến với một video Minecraft của mình. Yes, và trước khi bắt đầu video thì các bạn đừng quên đăng lại cho channel của mình một nút like, share và một nút subscribe. Và các bạn đừng quên lắp vào cái chuông để cập nhật những video mới nhất từ kênh của mình luôn nha. Và ngày hôm nay như các bạn có thể thấy được, đó chính là chúng ta lại có sự xuất hiện của Mèo Shibi, Xeo Mỹ Đạo và Phong Cận TV. Hello các bạn nha, bạn nhớ đăng ký kênh của mình nữa nha. Mày làm cái gì hả? Mình gặp bạn thôi mà. Giỡn cái này giỡn bạn. Tại vì á là bọn mình thân nhau nên là bọn mình mới chọc vậy đó các bạn. Đó. Chứ còn á mà không thân nhau là không bao giờ chọc vậy đâu. Ok các bạn ơi, thì ngày hôm nay á là mình đã rủ Simi, Sammy và Phong Cận vào trong đây để có thể tham quan một cái con map mà thật sự là tất cả mọi người sẽ đều rất là thích và rất là mong chờ cho tương lai, đó chính là một cái map liên quan tới đám cưới. Thiệt mà này mà. Thiệt không thiệt. Ủa là đám cưới đúng không? Chợ đám cưới thì mình có gì nói đâu đúng không? Không, chợ đám cưới trong đây á là mọi người có thể tưởng tượng được một ngày nào đó lỡ Kai Sim với Phong Sam mà đám cưới chung một ngày nó sẽ như thế nào không ra. Mình không biết được là liệu ngày đó nó có xuất hiện hay không, cho nên là ngày hôm nay chúng ta đã có một cái con map đám cưới của Kai Sim và Phong Sam ở bên trong làng Hero Team luôn nha các bạn ơi. Wow. Xịn chứ còn gì nữa. Đây ok, như các bạn đã thấy được là bọn mình đang có mặt ở bên trong ngôi làng nè. Và bây giờ khi mà đi vào bên trong giữa làng mình sẽ thấy cái gì đây? Lễ hành hôn Kyron và Simi. Ủa nhưng mà sao có mỗi Kyron với Simi vậy? Không, tại quên làm cái Phong Sam. Tại sao? Tại sao vậy? Tại sao? Phong suốt ngày Phong bắt nạt cay lắm. Chủ tịch chứ đâu kỳ vậy. Mình giỡn thôi. Mình giỡn thôi. Phong thì Phong suốt ngày cứ chọc miên. Bạn biết mình giỡn mà đúng không? Ừ mình biết mà, mình biết mà. Ok. Đây, như các bạn có thể thấy được á là ở ngay giữa làng của chúng ta, trời, ngay cái chỗ này là đoạn nhà mình với Phong, nhà Phong Sam luôn nè. Thì có một cái đám cưới, có cái chữ lễ hành hôn Kai Sim thì như mình nói đó, mình quên làm Phong Sam ở đây. Đây, ở bên trái là có hình của Kyron và Simi nè các bạn ơi. Đó, hình của bọn mình đang cưới nhau nè. Và bên phải đó chính là hình của Phong Cận, Sammy. Đẹp quá, đẹp luôn á. Trời. Ủa mà sao bên mình có hai cái hình, bên bạn ba cái hình vậy? Không, tại hình này mình thấy cũng ngầu ngầu, mình áp vô. Cái này là giỡn, giỡn nữa. Cái này là Phong, Phong giỡn đó mọi người. Phong là tiếp tục là Phong giỡn đó. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào bên trong cái lễ đường của chúng ta nha. Đó. Tưởng tượng á, sau này mà đám cưới của bọn mình á là chúng ta sẽ có những cái anh mà đánh nhạc nè, đó. Mấy anh sẽ đứng đây đánh. Ủa tại sao thường gì nhớ đánh bên kia sẽ đánh xin xin khán giả đánh vậy? Là chỗ khán giả mà. Không, chắc là cái muốn vậy là cho khán giả thưởng thức thôi. Thôi, khán giả là người cần xem mà. Nó thưởng thức được hay hơn đây. Mà thường xem, ta xem ở trên sân khấu. Ủa sao sao đây toàn cái vậy? Xin giới thiệu với mọi người khách mời trong đám cưới của tụi mình trong Minecraft. Đám cưới. Cái ta ba rồi gì ta rồi mấy ông mời gì mời 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 ai vậy? Ồ Batman, đây là Batman nè. Wow. Mời tao siêu nhân không vậy? Bạn này ai? Cái này là anh gốc giống mà mấy anh bên Ấn Độ. Đúng rồi, đây đây chính là hình của Sam và Phong nè các bạn ơi. Đó. Và ở bên phải để coi khách mời bên phải coi. Tan Zero rồi các bạn ơi. Ok, rồi đây là có những cái nhân vật. Amon Earth, The Squid Game, Iron Man à. Ủa trời, quà nè các bạn ơi. Bạn đi qua chỗ mình á. Hả gì, gì? Sao bên chỗ bạn có quà, bên này không có quà? Bạn có mình đúng không? Bạn có mình đúng không? Ê, từ, zoom lại cái cảnh đám cưới của Kai quay. Từ, xin lỗi. Hình như đây là bạn là Kai đâu. Ủa? Cái này là ủa? Simi Chan mà. Đây đâu bạn Kai đâu, Kai. Anh cưới mà Kai để lộ rồi. Quay mà đám cưới trong Minecraft, đám cưới ngoài đời để lộ ngài là chết chắc rồi. Chết rồi, xong rồi. Trời ơi. Xin lỗi, đây là một cái sự sự cố nho nhỏ của bọn mình đó các bạn ơi. Đó, đây không phải là mình nha, đây là Simi Chan, Simi Kun rồi đó. Trời ơi, đám cưới mà không phải là bạn, trời ơi. Mình đau đầu quá bọn ơi. Ông cứ xe hài, ông cứ xe hài, ông đâu là. Sao bạn cho ai? Đây, ok, ở trên sân khấu chúng ta sẽ có những cái nhạc cụ nè. Để hôm đám cưới của chúng ta là chúng ta sẽ chơi đánh nhạc được DJ cái thứ đó. Hay quá ta. Chứ còn gì nữa, đây. Ê, mà khoan,
gì bạn? Quay lại coi. Sao cái thứ khấu có hình bạn cái xíu hợp hình mình sao? Không sợ lắm, không cay luôn. Sợ thì tôi giữ lại tôi bóc một phần. Giỡn. Giỡn nha bạn. Giỡn, giỡn. Nhau lắm thì giỡn. Nhưng mà thật ra là đây các bạn có thấy được là chỗ đây của chúng ta sẽ có chỗ để bàn tiệc cưới rồi đó, để mình ăn tiệc rồi đó. Ở bên đây cũng vậy nè, đó những có những bàn tiệc cưới quá là đã luôn. Ủa? Bạn chờ cái gì? Mình nói chắc mấy bạn fan đang chờ làm bóp cổ theo. Đó, đây chính là cái khung cảnh của đám cưới của Kairon và đám cưới của Simi Phong Sam. Trong mắt Kai, lần hai tụi mình cưới nhau mọi thứ đều hồng hào, đều gọi là rất là mơ mộng. Đó, thấy chưa các bạn thấy không? Đây là đám cưới của Phong Sam và Kai Sim cùng chung một ngày nè. Đó, cả cái làng nhìn rất là đẹp luôn đúng không nào? Không biết là các bạn nhà mong chờ đám cưới của tụi mình không ta? Đừng quên là bình luận bên dưới nha. Trời ơi, nổi của mình luôn, của mình với trời. Nhớ lại rồi. Trời ơi, đám cưới của mình chắc là fan ấy, bạn fan tặng quà nhiều lắm luôn á. Trời ơi. Video này đẹp được 20.000 like cưới luôn. Rồi, nói nha. Mấy bạn ơi, nha. Cái này là Kai hứa nha chứ mình không hứa rồi. Nha. Thử đi, video này đẹp được 20.000 like là cưới okay, luôn chứ còn gì nữa. Rồi. Ok, ok. Kai mà không cưới á thì các bạn. Ok bạn luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi xem coi là ở trong làng này nó có gì hay hay nữa không nha mọi người. Ủa, tự nhiên cái bát của chúng ta bây giờ nó lại bị biến lại cái gì? Đang màu hồng đẹp mà sao chảy vậy? Ủa, chảy chưa? Trời ơi! Bạn không muốn làm đám cưới cho nên bạn đố đám cưới thôi. Cái gì vậy? Tại là cái gì? Ủa, tự nhiên cái làng heo tiên của chúng ta. Không phải cay đâu. Oh my god các bạn ơi, tự nhiên là cái làng heo tiên của chúng ta bây giờ nó biến thành cái gì luôn rồi nè. Đám cưới hay gì mà đốt hết trơn vậy? Bạn đốt đúng không? Cái này người ta hay gọi là cái từ gì ta? Đám cưới chấm SE. Ôi. Ủa hả? Là sao? Mình tổ chức cho tụi mình mà tại sao SE lại tới đám cưới? Ui ghê quá vậy. Ui các bạn ơi. Ủa, đây là ai vậy? Ủa đây sao giống mình vậy ta? Giống hết vậy. Hình đâu, như lên. Hình như đây là mình hay sao ấy, nhưng mà nhìn vậy? Mình cũng giống con hết rồi. Ôi. Ủa, nhìn nó tới đánh mình à. Hello bro. Bạn muốn đánh mình đâu? Ấy da. Trời ơi. Ơi, nó tới đánh mình, ấy da, xin lỗi mấy anh, trời mấy anh này to quá, mình đánh không có lại. Cái giống con ếch vậy. Ôi, các bạn ơi, các bạn thấy không, trời, mình đang bị biến thành một cái con gì đó, con ếch.se, rồi sau đó là mặc đồ vest đồ nữa. Ghê quá vậy. Bây giờ mình quyết định là chúng ta sẽ phải tiêu diệt những cái con quái vật này để giải cứu đám cưới của tụi mình. Thấy chưa? Xong rồi kiểu này là coi như là khỏi cưới rồi, 20.000 like cũng không cưới được rồi. Trời ơi, tiền đám cưới bị phá hại bởi mấy cái con này cay thiệt luôn á. Ủa đâu rồi? Ủa? Nó mất tích rồi. Ghê quá. Chích chuyển rồi đó. Ờ có cái con mà nó còn đứng ở trên cây nữa nè. Sao mày không thấy cây súng rồi mày đánh cho nó nhanh. Bây giờ tôi đã cầm ra cái cây sọt gần để tôi tiêu diệt những cái con. Đã quá, tuyệt vời, bắt chơi là tuyệt vời. Ấy vậy nó mới nhanh chứ. Đúng rồi, trời ơi. Đó, mình trên tay cây có mấy quả táo gì nhìn lạ vậy? Ủa, cái quả này là cái con quái vật ở trong đo nè. Ăn vô được cái gì không? Ồ, sức mạnh táo vàng. Ấy chà. Hết đạn tiêu rồi. Chà, mấy con này mạnh phết nha. Con này. Thì có cái con này. Châu mông kìa, bắn mông á. Bắn vô cái mông. Mày hả mày? Trời ơi. Dám phá hoại. Phá hoại đám cưới của tôi nè. Simi SE đâu? Đâu? Để coi thử coi. Ok, được rồi. Bây giờ tới lượt tôi nè. Tôi phải đi tiêu diệt. Tiêu diệt những con quái vật này của tôi. Tôi sẽ tiêu diệt. Không sao, xin mời cố lên. Trời, nhìn cái con Simi SE nè. Trời ơi, tóc nó không chạm chân luôn á. Trời ơi, tóc này nè, SE nè. Đúng rồi, cái chân á, cái chân á. Điểm yếu đó là chân nè. Chân không có những điểm yếu đó là cái chân nè. Hay quá, Simi ơi, cố gắng tiêu diệt hết cái lũ này nữa nào, đi ơi. Nè, Simi giữ chuột con á, cái súng này bắn giữ chuột được á. Ê, nhìn thấy ghê không ơi, những nhiều chân của sợ gì nhiều chân. Ui, mà cái con quái vật này của Simi nhìn ghê thiệt luôn á nha. Trời ơi. Cái con của mình tính ra là nhìn nó cũng con cay nhìn nó hài hài á. Này thì quái vật hả? Nó Sammy sợ nhện này, tối Sammy ngủ mà thấy con này xuất hiện cái Sammy. Trời ơi, chắc tôi bỏ thôi, tôi bỏ. Hết đạn rồi. Quái vật Sammy đám cưới kinh dị. Ok. Nào các bạn ơi, Sammy đi cố gắng tiêu diệt cái lũ này sao Sammy nó cục luôn. Ok. Ok.
còn nhìn kiếm xung quanh em, nhìn xung quanh em lỡ ơ kìa, ơ còn còn cay kìa, đi gì cay luôn đi, còn cay nè, bắn vô mông đấy, chung mông bắn vô cái mông này, bắn vô cay gì, bắn vô cái mông, bắn vô piu hết rồi. Ê cái con mình thấy nó dễ thương như thế nào á. Rồi hết rồi, vậy bây giờ để xem cái hình như còn tôi với Phong Cần ơi, đúng rồi, Sammy em đè đâu, đi ra đây. Rồi bây giờ tôi sẽ đi tìm SE của tôi. Đây, đây. Trời, nó cái gì vậy em? Nó bươi vậy? Từ từ để tôi thấy cái mặt nó ra. Từ từ để theo coi. Sao biết đây đâu? Trời ơi, con tôi là chủ hay cái gì mà bươi vậy? Trời ơi, gì bươi gì sao bị đào tôi ổn mà. Bắn dưới chân. À quên, đây. Tao rồi. Wow, trời nó to. Sao? Có cái thằng cây con ấy đứng trên cây nãy giờ kìa. Ôi chịu quá ta. Nhìn khó chịu luôn á. Cái con này bất tử hay sao đó. Hụt quá vậy. Đúng rồi. Ui nhìn cái mập kia. Cái gì vậy tìa. Nó mặc váy cưới. Ủa cái mặc váy cưới luôn anh. Ủa sao từ ai mà con người mà sao. Sao đến chị là có giật vậy. Ê chị khinh biệt vậy luôn hả. Ê cái chân của nó có hình bông hoa. Mà tôi nhìn tôi tưởng nó dán rồi. Trời ơi Du Di á. Tôi tưởng nhìn nãy từng ghẻ chứ hồn. Tự nhiên tôi đang bình thường đang làm ghẻ Du Di nha. Trời ơi. Ê sao con này đi tới là nó to nha. Bình thường thì nhìn nó cũng không có đáng sợ lắm, nhưng mà nó đi tới là nó to lên. Ê, ấy à, trời nó cắn tôi. Trời ơi, nó bự. Nó bự lắm ông ơi, nó bự lắm ông ơi. Nè, tôi bắn từ xa, tôi bắn từ xa. Đó, ấy, có đèn bắn lắm. Ủa, thế là, ủa, con này dễ vậy. Ui, tính ra con này là mình chỉ cần bắn 2 cái súng thôi là nó cũng... Con này nha, bắn nó cái là nó có nhúng nè, nhìn nó nhúng nè, nhìn nó nhúng nè. Bắn con này là nó nhúng. Bắn cái là nó nhúng gì nè. Đó, rồi, nó bắn cái là nó nhúng. Đó, rồi. Ủa sao con xin nè. Trời ơi. Trời ơi, tôi không hiểu sao tôi nhìn con cá mập nhìn dễ thương á. Ủa gì vậy? À, tức là ở ông là muốn sao vậy hả? Trời ơi, tôi thấy ghê quá ông ơi, không á. Bắn xuống dưới chân, trời ơi, mấy bà không nhớ là bắn đây, xuống dưới chân. Đây, trời ơi, Simi. Ủa rồi, Simi. Sao đánh gì vậy? Ừ, sao hết đạn rồi nha, sao hết đạn rồi đó. Trời ơi. Bắn xuống chân. Rồi, đó rồi, ok. Còn một con duy nhất, còn một con. Còn ba con vậy sao mình phải dùng kiếm rồi. Ờ, sao kiếm cũng được, để mình thử quay, để coi. Để, được, bằng một bạn nè. Hai bác rồi, còn một miếng bạc các bạn, còn đúng một miếng bạc rồi từ. Rồi, hết ra. Vô, sợ đi, sợ hả, solo là coi chừng đó. Đôi, đó, sợ gì, ăn tao vàng, ăn tao vàng. Còn một con cuối cùng, Sammy sẽ solo kiếm cho nó luôn. Đây, muốn gì cho trời, nó bự chứ sao bự. Nó đá tôi. Nó gạt chân tôi, sao nó đá kìa. Trời ơi, trời, con làm gì vậy? Nó phải vòng tròn cái gì vậy? Con này, cái gì vậy? Trời ơi, nó banh hay gì đây? Đá banh hả? Nó đá thôi, trời, nó đá thôi kìa mọi người. Chân nó đá thiệt luôn rồi. Nó đá thiệt, trời ơi. Ôi, yeah. Ê, vậy khoan đã, chúng ta còn một con quái vật nữa chưa xuất hiện đó chính là Phong Cận SE. Xuất hiện đi rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi con quái vật Phong Cận SE. Bình tĩnh rồi, để tôi. Trời cái gì chứ mấy cái trò này à, tôi rành lắm, tôi hơi bị định. Wow. Ủa nó cao quá nhờ. Phong Cận SE cao quá vậy, Ui. Đâu, ủa bộ nhìn Phong đẹp lắm hả, nhìn Phong có khác gì cái cây xúc xích không? Đâu Phong đứng ui trời nhìn nó cao kìa. Cái tay nó làm cái gì vậy? Cái tay nó kìa. Nó đang múa quạt á. Múa quạt là múa mày chứ. Mày ơi, ôi trời ơi, mấy con này mặc dù nó cao hơn Phong thiệt á, nhưng mà làm sao mà nó có thể thắng được Phong được, tại vì Phong đã có súng trên tay thấy không? Phong bắn phát nào dính phát đó, thấy không? Phong thử bắn cái con này đứng từ xa bắn rồi. Bắn rồi. Cái con này nó như Naruto vậy bạn, nó giơ hai tay ra phía sau rồi xong chạy về chỗ mình. Mày ơi, trời ơi. Xem phim còn nhiều nè. Mấy cái con này mà nó ăn cái gì mà sao nó cao dữ vậy ta? Biết bắn không? Mình đang bắn nè. Có biết bắn không? Ủa, ok bạn thích đúng không? Rồi, còn con nào không? Ông nội tôi không bắn được nữa mà che mắt vậy sao tôi thấy được? Wow, không bạn nhắm mắt xong bạn bắn được 3 con liên tục luôn. Wow, ghê, mình đỉnh vậy sao? Ủa? Hình như là nó, ở đây còn con. Ui, mà nhìn mấy con này á bạn, mình thấy gọi sao ta, nó rất là dẻo nha, nó giống mình ngoài đời bạn, mình ngoài đời cũng dẻo. Dẻo sao? Nhưng mà tôi... Chúng ta cùng nhau thử dẻo nha mọi người. Ôi trời ơi quá là đơn giản luôn. Rồi còn con nào không? Cái con Kairon này còn vẫn còn trên cây nè. Ủa sao hai con chứ vậy? Mà sao mấy con này toàn nằm ở trên cây vậy sao lên được? Phong có cách để Phong gì chứ mấy con này leo lên cây bắn luôn. Cái gì vậy?
chiến quá đâu cận ơi. Đây leo lên cây luôn. Rồi đứng ở trên cây nè. Ồ, bắn à, bắn à. Ôi, sao quá. Rồi. Ủa được. Nhưng mà chỉ bắn được vô cái chân của nó thôi và nó nhảy xuống. Mà con này nhìn cu teo. Này nhìn như con cóc các bạn, nhìn nó cu teo ơi. Ờ không nhận cái con này của mình á là không nha, mặc dù á là không sợ con cóc thiệt nhưng mà con cóc có nhiều con nhìn nó dễ thương đó các bạn. Hình như ổng có nuôi cóc đúng không? Không có nuôi cóc chưa? Hay nuôi cá nhỉ? Phong có nuôi cóc mà. Nếu bạn không biết thì Phong á, Phong có nuôi mấy con cóc á, nhưng mà mấy con cóc dễ thương lắm chứ không phải như mấy con cóc mà Phong sợ đâu, nó sừng sụi ghê. Ok. Wow, mình nghĩ là bây giờ chúng ta cũng đã tiêu diệt được hết rồi đó. Khá là hay rồi đó. Nhưng mà cái đám cưới của chúng ta không thể nào trọn vẹn được như lúc ban đầu. Thôi không sao đâu. Hả? Vậy đi cho nó hòa ha. Ok, và có lẽ là video của tụi mình tới đây cũng đã kết thúc rồi. Và đây chính là đám cưới SE của Karen, Simi, Phong Cận và Sammy các bạn ơi. Một cái đám cưới rất là bất ổn luôn, rất là nhiều quái vật ở bên trong đây luôn. Và có lẽ là video của bọn mình tới đây cũng đã kết thúc. Và nếu mà các bạn yêu thích video này thì đừng quên để lại cho bọn mình một nút like, share, một nút subscribe nha. Hy vọng là sau này mà có đám cưới ngoài đời thì đám cưới ngoài đời của bọn mình nó sẽ thật là tuyệt vời, chứ nó không như vậy đâu nha các bạn. Nó như vậy thì nó độc lạ lắm, cái đó thì nó độc lạ Bình Dương rồi. Ok, còn bây giờ thì xin chào và hẹn các bạn trong những video tiếp theo. Tạm biệt. Bye bye. Bye.